Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng cứ mời quý vị theo dõi Việt Nova với Võ Thành Nhân. Kính chào quý vị, chúng tôi trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Đây là một cái chương trình tìm hiểu công ty Cana Noodle ở tại North Carolina. Thì ngày hôm nay chúng tôi với lại anh Hậu. Anh Hậu có thể giúp cho chúng tôi hiểu nhiều hơn về cái bánh phở tươi nó như thế nào, và cái quá trình mà để mà thành hình được một cái cọng bún hoặc là một cọng bánh phở như vậy á, nó phải đi qua những cái giai đoạn thủy phân, cái giai đoạn nó ngâm gạo và đưa đến cái giai đoạn mình làm thế nào để mà ra được cái sợi bún. Và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi. Xin kính mời quý vị theo dõi. Trước hết là cháu cảm ơn chú đã dành thời gian đến với công ty của cháu nguyên cả ngày để quan sát những cái công việc mà chúng cháu sẽ làm. Khi mà chúng ta nói một cái người kỹ sư mà đi làm một cái công việc của một cái công ty mà đi làm ra một cái món ăn thực phẩm mà rất là được nhiều người trên thế giới ưa chuộng, đó là bánh phở tươi. Thì như vậy á, cái sự phối hợp trong cái kiến thức của người đi học và phối hợp của một cái thành phẩm như vậy đó, thì mình đã phối hợp nhịp nhàng như thế nào để nó ra được cái món bánh phở tươi đặc biệt như vậy? Sở dĩ mà chúng cháu làm về cái ngành này là vì đam mê về đồ ăn, là muốn cho bà con có cái sự lựa chọn về đồ ăn tươi. Do đó mà dẫn dắt chúng cháu đi về cái đường hướng này. Nói về bánh phở tươi thì nó cũng giống như là bún thôi. Nhưng mà về cái vấn đề mà pha trộn bột với lại cách mà đánh bột đó chú, để cho nó có cái sự dẻo, độ dẻo, không những dẻo mà còn dai nữa. Đó là cái đặc điểm của cái bánh phở tươi của mình. Mà nhiều người ta ăn cái bánh phở tươi này thì người ta nói là nó giống như cái bánh phở tươi ở Việt Nam. Nó khác với bánh phở tươi ở bên này, có người gọi nó là hủ tiếu. Và khi mà chúng ta nói, khi mà người ta ăn phở, người ta thường hay nói là cho tôi ít bánh thôi, cho 1/2 bánh thôi, hoặc là phân cho 1/3 bánh thôi. Nhưng mà sự thực á, cái bánh phở tươi của Cana Noodle, cái chỉ số đường lượng rất là thấp. Có thể nào mà Hậu phân tích và so sánh với lại gạo trắng và gạo nâu với lại trong cái noodle của mình được không? Trước hết cho cháu nói về cái dẫn giải về cái quy trình sản xuất. Thì như chú thấy là gạo chúng cháu nhập từ gạo sản xuất ngay ở Mỹ đây, trồng ở Mỹ. Về rồi chúng cháu ngâm, xong rồi cho nó mềm rồi xay ra, sau nó thành bột, sữa bột á. Xong rồi chúng cháu vắt hết các nước ra để cho nó còn xác bột thôi. Do đó khi mà qua cái quy trình như vậy, nó sẽ lấy ra được cái chất nó gọi là carbohydrate ra rất là nhiều. Thay vì cơm mình nấu thì nước ở trong cơm nó vẫn nằm ở trong đó. Còn trong khi tinh bột nó xay nghiền nát rồi. Do đó nhờ như vậy mà nhiều cái chất carbohydrate nó ra khỏi cái sợi bún hoặc cái sợi bánh phở, mà cái lượng người ta gọi là glycemic index á, lượng đường trong cơ thể người á, nó phát xuất từ carbohydrate ra, rồi khi nó vào trong cơ thể của mình nó turn into sucrose, tức là sugar. Thì cái quy trình sản xuất về bánh phở của tụi cháu là như vậy. Và kính thưa quý vị, chúng tôi cũng được biết rằng khi mà chúng ta dùng cái phương pháp thủy phân, có nghĩa là chúng ta làm cho gạo nát ra thành bột rồi đó, mà chúng ta cho nước chảy vô. Cho nước chảy vô rồi chúng ta sẽ ly trích cái lưu-cô ở trong cái hạt gạo đó. Thì cái quá trình thủy phân như vậy nó sẽ đẩy nhiều lưu-cô ra khỏi cái bột của chúng ta. Và nếu mà chúng ta làm càng nhiều lần như vậy á, thì cái tinh bột đó khi mà chúng ta đun hoặc là chúng ta nấu lên á, thì nó sẽ trong hơn. Trong hơn là tinh bột mà nó đục. Do đó nên chúng tôi có một cái ghi nhận là chắc chắn rằng là cái glycemic index của trong cái bánh phở mà ở Cana Noodle rất là thấp. Và có thể là Hậu còn nhớ cái chỉ số ở trong đó so sánh với gạo trắng và gạo nâu như thế nào? Dạ, theo như những cái thông tin của những cái study á, thì cháu được biết là gạo trắng á, khi mà mình nấu cơm ra nó khoảng 73. 73 đây là cái tỷ số nó gọi là glycemic index. Dạ, còn về gạo nâu á, thì nấu ra nó khoảng 63. Còn về bún tươi á, thì nó là khoảng 53. Đây là những cái sĩ số mà cháu lấy được từ trong Internet thôi, trong những cái study của những cái trường như Harvard hoặc là International Food. Và khi mà chúng ta có một cái, nó gọi là quy trình, sau này ở trong nước họ gọi hay gọi là qua những cái công đoạn đó, thì chúng tôi được hiểu rằng là ly trích ở cái dạng mà những cái máy móc mà quý vị đang thấy trên cái hình ảnh đó, mà chúng tôi lần đầu tiên cũng được thấy. Thật hồi nhỏ chúng tôi cũng học nông lâm súc, cũng biết những cái quá trình để mà làm thế nào để có được tinh bột để mà chúng ta sử dụng trong thức ăn hàng ngày của người dân Việt Nam. Nhưng mà chúng tôi rất là khâm phục cái cách phương pháp mới như vậy, có thể là từ Việt Nam chúng ta đưa đây, hoặc là có thể do kỹ sư Hậu phối hợp để mà chúng ta có được một cái quá trình như vậy. Và chúng tôi ghi nhận cái quá trình này giúp rất là nhiều cho đường nó ra khỏi cái hạt gạo, và nó giúp cho chúng ta có một, khi mà chúng ta ăn những cái bánh phở, hoặc là chúng ta ăn cái cọng bún bò Huế, hay là ăn những cái cọng bún của Cana Noodle đó, thì nó rất là ít đường. Do đó nên
cũng là một cái để mà giúp cho người Việt Nam của chúng ta thoát được một số những cái bệnh hiểm nghèo khi mà chúng ta sống ở Hoa Kỳ mà nhiều người rất là lo về vấn đề đường lượng ở trong máu. Dạ, cho cháu xin phát biểu thêm là tất cả những cái dàn máy đây là không phải mình cháu mà tất cả từ đời ông cha để lại những cái quy trình sản xuất bún tươi Việt Nam. Chúng cháu chỉ lấy về rồi cải đổi cho nó phù hợp với lại cái thị trường ở bên Mỹ thôi. Là có biết bao nhiêu người đã giúp đỡ chúng cháu trong cái vấn đề này, chẳng hạn như kỹ sư bên Việt Nam ta sản xuất, rồi có những anh chị bà con người ta đã từng mở cái lò bún ở những nơi khác là như vậy. Và khi mà chúng ta thấy cái bánh phở, rồi chúng ta thấy cọng bún bồ hối tươi, rồi bún có hai sợi, sợi nhỏ và sợi lớn. Trong tương lai chúng tôi nghĩ rằng đến một ngày đó kỹ sư Hậu sẽ có thêm một cái món nó gọi là bánh hỏi tươi. Và chúng tôi cũng chờ để mà hỏi thăm là chừng nào sẽ có cái đó. Mà chúng tôi nghĩ rằng lúc đó mà có được cái sợi mà bánh hỏi tươi thì chúng tôi nghĩ lúc đó nó có thể là tinh bột ở trong đó nó ít đường hơn là bây giờ nữa. Tại vì cái quá trình đó chúng tôi nghĩ là nó cần nhiều cái giai đoạn thủy phân, có thể tốn nhiều thời gian và tốn nhiều nước hơn. Cái đó là điều rất là quan trọng. Và thêm một cái điều nữa là khi mà chúng ta có những cái máy móc để nó làm giống như một cái automat machine, giống như là những cái có những cái robot nó giúp chúng ta, nhưng mà con người cũng rất là quan trọng. Thì kỹ sư Hậu có thể cho biết thêm là khi mà có những cái máy móc như vậy, vấn đề mà bảo trì, vấn đề mà những cái thử thách khó khăn của một cái công cuộc mà chúng ta làm được sợi bún hoặc là sợi bánh phở đó, thì kỹ sư Hậu đã có trải qua những cái kinh nghiệm như thế nào để có thể chia sẻ được không? Dạ, cảm ơn chú. Thì tuy công ty đã mở được 2 năm rồi nhưng mà chất lượng nó chưa đều, mà đến sau thời gian này thì chúng cháu chất lượng nó mới khá được, là vì máy móc rồi vấn đề vì gạo nữa. Dạ, còn về máy móc thì như chú đã thấy á, là khi máy nó chạy thì mình không có ngừng được. Một cái máy mà nó bị hư một cái giai đoạn nào, kể như là hôm đó mà mình bỏ bột hoặc bỏ bún đi, tại vì nó rất là tốn thời gian để sửa chữa ngay cái thời gian đó, mà bột để lâu thì 2-3 tiếng là mình không có thể nào xài được nữa. Dạ, đó là cái thử thách về vấn đề mà running cái operation này của tụi cháu nó như vậy. Và khi mà được ra được cái bịch bún rồi đó, thì quý vị thấy là trên màn ảnh chúng tôi có thâu được từ lúc mà cái cọng bún nó chạy trên cái hệ thống máy, nó ra được để mà nó khô rồi sấy xong rồi cái bỏ lên cân rồi bỏ vô trong bịch rồi vắt cơm nó ra và sẽ gửi đi. Khi mà chúng ta nói tới gửi đi có nghĩa là những cái chợ nào hiện nay đang có bán cái thành phẩm của Cana Noodle, yeah, hoặc là muốn có Cana Noodle thì chúng ta sẽ order như thế nào, và cái giá của nó mình có thể chia sẻ được quý đồng hương không? Dạ, yeah. Cảm ơn chú đã hỏi câu đó. Cháu thì hiện nay cháu đã làm việc với một cái công ty phân phối ở trên DC, tên đó là DC Oriental Wholesaler. Anh Cường là chủ nhân của ở trên đó. Thì anh giúp tụi cháu về vấn đề mà phân phối những cái thành phẩm của chúng cháu đi khắp mọi nơi, đặc biệt là vùng East Coast. Còn cháu cũng bán ở Florida, rồi Houston, rồi California nữa. Nhưng mà chúng cháu phải gửi qua UPS, tại vì chưa có những cái nhà phân phối để chuyên chở qua bên đó được. Đâm ra bà con vẫn có thể đặt order được, thì chú cháu sẽ gửi qua cái vấn đề vận chuyển đường bộ như vậy. Và công ty cũng có cái website để quý vị có thể lên đó để mà xem, để mà biết được về Cana Noodle như thế nào, và có những cái tin tức mà chúng ta cần biết thì chúng ta sẽ biết được. Nhưng mà khi mà nói về trở lại là vấn đề mà Cana Noodle mà bánh phở tươi đó, thì những cái chùa chiền nhà thờ thánh thất mà muốn được giúp đỡ thì kỹ sư Hậu có thể có những cái tin tức không? Chủ yếu chú cháu làm này là để giúp cho những cái cơ quan từ thiện, chẳng hạn như chùa hoặc nhà thờ, nếu mà người ta có những cái event gì thì chú cháu sẽ để cho cái giá rất là đặc biệt để người ta dùng đó, người ta gây quỹ rồi người ta bán trong những cái bữa tiệc lớn. Như vậy nó vừa rất là lẹ, như chú biết rồi đó, luộc rất là lẹ, đâm ra nó đỡ tốn cái thời gian mà đỡ tốn nhân lực là vậy. Và cũng là dịp xuân về, chúng tôi đến đây để làm một cái bản tin như vậy, và hy vọng đồng hương chúng ta sẽ có bánh phở tươi, sẽ có bún bồ Huế tươi và có bún tươi ở trong nhà mình để mà chúng ta ăn Tết. Do đó nên quý vị có thể theo dõi số phone ở trên màn hình để mà chúng ta có thể order được, để mà chúng ta có, để chúng ta thử coi xem sao. Dạ, đầu năm thì công ty chúng cháu chúc quý khách một năm an khang và thịnh vượng và vạn sự như ý. Kính thưa quý vị, bài tường trình ngắn của chúng tôi về Cana Noodle cũng như tiếp xúc kỹ sư Hậu đến đây xin được tạm ngưng, và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong những cái công ty, những cái nơi mà làm việc có người Việt Nam mà chúng ta có cái niềm hãnh diện, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thành Đốm tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến
xin email về washingtondc@sbtn.tv. Bích Phượng xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.